Vào 8 giờ sáng ngày hôm nay, ngày 30 tháng 12, cháy lớn đã xảy ra tại một nhà sàn kinh doanh dịch vụ ăn uống tại huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Ngôi nhà bị cháy là nhà sàn 3 gian làm hoàn toàn bằng gỗ, vì vậy lửa bén rất nhanh. Lực lượng chức năng đã phải điều động 6 xe cứu hỏa đến hiện trường và sau 2 giờ đồng hồ thì đám cháy mới được khống chế. Tuy nhiên lúc này thì toàn bộ ngôi nhà và đồ đạc bên trong cũng đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Theo người dân thì nhà sàn này do gia đình ông Nguyễn Mạnh Cường làm chủ, được sử dụng để kinh doanh dịch vụ ăn uống nhưng đã đóng cửa từ lâu. Thời điểm xảy ra sự cố thì chỉ có một mình ông Cường ở ngôi nhà 3 tầng ở bên cạnh nên vụ cháy không gây thiệt hại về người.